Em mà mau quấn lại. Gì mà giang tay ra vậy? Quấn con lại. Ui, ui, gì mà gào lên vậy? Gào lên như là con sư tử gì đó hả? Gào lên như một con sư tử gì đó. Đó, mama quấn lại như một con, như là một con nhộng tằm gì nè. Giống con nhộng tằm không? Đó. Đó. Mà mới uống sữa có chút xíu xíu cái ngủ rồi nha. Ngủ cái gì? Ngủ cái gì mà ngủ không biết nữa hà? Thức chơi chút xíu đi. Thức chơi chút xíu đi rồi đói bụng nữa rồi uống sữa nữa nha. Nha. Nhanh nha. Thức chơi với mama chút xíu đi. Chưa chi cái ngủ à. Mới uống có 10 phút cái ngủ à. Thức chơi với mama chút đi mà. Lẹ đi, lẹ đi mà. Chưa chi mà ngủ rồi. Gần hồi nó đấu thì cái gào lên nữa. Gào lên nữa. Gào lên nữa. Thích uống sữa miếng nữa đi mà. Đi mà. Đi đi mà. Chưa chi ngủ rồi. Chưa chi mà ngủ rồi. Rồi một hồi nó đói bụng rồi cái gào lên nữa nha. Thế chơi với mama chút đi. À gì đó à. Ôi ôi miếu rồi, mama có la đâu. Mama kêu thức dậy thôi mà. Chứ mama có la gì đâu. Xin chào các cô chú anh chị các bạn đang xem kênh của Diễm. Thì chiều ngày hôm qua Diễm có nhận được một cái món quà của một chị đồng hương người Việt chỉ gửi cho Diễm. Chị có gửi cho Diễm một cái gói quà này các cô chú anh chị. Thì để Diễm mở coi là chị gửi cho Diễm cái gì ha. Thì chị đây là chị Tinh Vân. Chị mới ở từ Sài Gòn chị bay qua. Thì ở bên này thì chị ở cái tỉnh Padova, nó hơi xa chỗ của Diễm, nó cách hơi xa. Chị gửi qua đường bưu điện. Không biết mở rồi cái chỗ nào. Chị gửi những cái đồ, những cái đồ của Việt Nam. Chị mới từ Sài Gòn chị bay qua bên này. Thì nói chung là chị cũng hay bay đi bay về. Chị có đem một ít đồ Việt Nam qua chị gửi cho mình. Để Diễm coi coi nó là cái gì nha các cô chú anh chị. Cái này là kẹo dừa. Kẹo dừa nè cô chú anh chị. Thì chị nói là nhiều khi Diễm mới sanh xong á, Diễm thèm đồ ăn Việt Nam á, cho nên là chị có đem theo chị gửi cho Diễm. Thì trà là nè các cô chú anh chị, được hai gói trà là. À, cái này thì nó là này giống như bún luôn á. Còn cái này là cái gì ta? Cái này nhìn Diễm không biết là cái gì luôn. Để Diễm điện Diễm hỏi là cái gì. Còn cái này là trà bông. À không, cái này là hành phi. Hành phi. Thì chị nói là chị bay ở Việt Nam qua, chị không có dám đem nhiều đồ, chị sợ sợ hải quan người ta không có cho ấy. Không có dám đem nhiều. À, cái này mới là trà bông nè. Cái này là trà bông.
Chị nói chị sợ phải hoàn thành cái tâm đen nên là chị không có dám ăn nhiều. À, cái này là cái sốt thịt nướng nè, cái sốt thịt nướng nè. Còn cái này là cái gì đây? À, cái này cũng là chà bông nữa, cái này là chà bông cá hồi. Còn cái này là thịt heo chà bông. Nói chung vậy món bánh này á, mà mình nhận được những cái đồ của Việt Nam ấy là rất là thích luôn đó cô chú anh chị. Cái chị có lầu chị gửi cho Diễm nè. Cái chà bông này để Diễm nấu cháo ăn với cái chà bông này. Còn cái hành phi này thì Diễm còn một ít bánh chén. Còn ít bánh chén Diễm nó sẽ làm bánh trắng trộn nha. Cái này Diễm cũng thích ăn lắm luôn á các cô chú anh chị. Diễm thích ăn lắm. Trái cây, cà là. Còn cái này là cái kẹo dừa nè. Kẹo dừa này thì chồng của Diễm rất là thích nha. Anh thích ăn lắm. Hồi lúc mà Diễm về Việt Nam, Diễm qua Diễm đem được hai bịch hay là ba bịch gì đó, gì không nhớ rõ, hai bịch hay ba bịch kẹo dừa gì đó thì ảnh ăn rất là nhiều, ảnh rất là thích. Có cái chuyện nào có dịp về Việt Nam thì Diễm sẽ mua kẹo dừa nhiều. Cái này cái sốt thịt nướng hai loại, nướng sả và nướng ngũ vị, rất là thích luôn. À, mình nhận được những cái đồ của Việt Nam như vậy là rất là vui luôn đó cô chú anh chị ơi, thì rất là vui luôn, cũng rất là cảm ơn chị Vân, rất là cảm ơn chị Vân là có lòng là gửi đồ lên cho Diễm này. Ở chỗ rất là xa, ở bên đó thì chị ở tuốt Padova thì nó hơi ở xa xa, chắc có mấy trăm cây số á, thì chị gửi đồ bưu điện. Rất là cảm ơn chị Vân đã có lòng để gửi những cái đồ của Việt Nam này cho Diễm nè. Rất là vui, rất là cảm ơn chị Vân. Những cái đồ này rất là Diễm rất là thích. Diễm ăn thử một cái miếng kẹo dừa. Mùi của quê hương Việt Nam nè các cô chú anh chị. Hôm nay nhận được những cái quà này rất là vui luôn. Thông qua cái clip này thì em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Vân đã có lòng gửi những cái thực phẩm này đến cho em. Cảm ơn chị Vân rất là nhiều luôn nha. Thì bây giờ là Diễm đem mấy cái này đem cất. Còn cái kẹo dừa này là để ba bé ăn, về cho ba bé ăn thử. Thế thì bây giờ là Diễm là nghe bé ăn thức ở trỏng rồi đó các cô chú anh chị, cho nên là Diễm quay cái clip ngày hôm nay tới đây tạm dừng nha các cô chú anh chị. Là cảm ơn các cô chú anh chị dành thời gian theo dõi nha, và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở những cái clip lần sau. Xin chào tạm biệt nha.